bạn, mình là Bio đây và ngày hôm nay thì mình sẽ không review một sản phẩm công nghệ thông thường nữa, mà thay vào đó mình sẽ giới thiệu với các bạn một sự kiện vô cùng hấp dẫn của Hà Nội Computer sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 và sự kiện mang tên Máy tính đầu tiên thắp sáng tương lai. Đây là một sự kiện do Hà Nội Computer tổ chức nhằm khuyến khích cũng như là tạo động lực cho bạn học sinh, sinh viên đã vượt qua khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa rồi cũng như là chuẩn bị cho một năm học mới. Lưu ý là sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tại showroom của Hà Nội Computer số 43 Thái Hà. Và ngay sau đây thì hãy cùng theo Bio vào showroom nhé! Hôm nay là ngày 19 tháng 9 và hiện tại mình đang đứng tại showroom của Hà Nội Computer số 43 Thái Hà để có thể bật mí cho các bạn biết phần quà hấp dẫn dành cho bạn sinh viên xứng đáng nhất trong sự kiện lần này. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng đi khám phá ngay sau đây nhé! Và trong sự kiện ngày 21 tháng 9, máy tính đầu tiên thắp sáng tương lai thì Hà Nội Computer sẽ có một phần quà vô cùng giá trị. Đó chính là một dàn PC trị giá lên tới 30 triệu đồng dành cho bạn sinh viên nào xuất sắc nhất. Và điều đặc biệt đó chính là tất cả các linh kiện từ RAM, card, nền nguồn đều đến từ một thương hiệu mà nhiều anh em game thủ yêu thích, đó chính là Gigabyte. Và ngay sau đây thì Bio sẽ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đến với cấu hình chi tiết của dàn PC này nhé. Có ở đây đó chính là con chip Intel Core i5-10400, một em chip quốc dân dành cho các bạn sinh viên. Và nếu còn nhớ tới 9400 của năm ngoái thì chắc hẳn 10400 sẽ là thay thế tốt nhất dành cho các bạn với nhu cầu học tập cơ bản. Mainboard Gigabyte B460 Aorus Pro AC, bộ mem MATX nhỏ gọn và mạnh mẽ. Nếu là sinh viên thì một bộ PC nhỏ gọn sẽ là cần thiết, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn đem lại hiệu năng ổn định và thoải mái khi sử dụng. Trang bị cho bộ máy này là kit RAM Gigabyte 2 thanh 8GB bus 2666, ổ cứng SSD Gigabyte 256GB, cặp màn hình Gigabyte GTX 1650 Super OC, vỏ cây sẽ là Gigabyte C200 Glass, nguồn là Gigabyte 550W đạt chuẩn 80 Plus Bronze, cung cấp nguồn điện và tối ưu cho toàn bộ hệ thống. Màn hình cũng được trang bị cho bộ quà tặng này, đó chính là Gigabyte G27 SEK 27 inch 144Hz, độ sáng đạt là 300 nits trên tấm nền là IPS và đồng thời được tích hợp thêm loa để các bạn có thể nghe nhạc này, giải trí và xem phim sau nhiều giờ học căng thẳng. Và cuối cùng đó chính là bộ phím, chuột và pad cũng đến từ Gigabyte luôn. Và đây là bộ PC với cấu hình học tập dành cho bạn sinh viên xứng đáng nhất trong sự kiện ngày hôm nay của Hà Nội Computer. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với màn test hiệu năng để xem bộ PC này sẽ giúp gì cho các bạn trong quá trình học tập nhé. Ngày hôm nay là 21 tháng 9 và mình đang có mặt tại sự kiện của Hà Nội Computer, địa chỉ là showroom số 43 Thái Hà. Và ngay bên cạnh mình chính là phần quà dành cho bạn sinh viên xuất sắc nhất trong sự kiện lần này. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta hãy cùng giao lưu với bạn sinh viên may mắn đấy nhé. Em là chị ạ. Xin chào em, và em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Em chào chị, chào tất cả các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Xây dựng Khoa Kiến trúc ạ. Vừa rồi thì chị có nghe thấy phần giới thiệu của em nhưng mà thiếu một cái thông tin rất là quan trọng mà chị nghĩ nhiều bạn nam sẽ quan tâm. Đó chính là em vẫn còn độc thân hay là đã có chủ rồi? Em vẫn đang còn độc thân ạ. Các bạn lưu ý nhá. Và đến với sự kiện lần này nhận được một phần quà rất là giá trị thì em có cảm nhận như thế nào ngay lúc này không?
Thực sự mà nói thì em chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ tặng cho mình một món quà ý nghĩa như thế này. Và khi mà cô giáo gọi điện tới cho em báo rằng em may mắn nhận được phần quà này thì em cảm thấy rất là bất ngờ, vui sướng. Bản thân em khi mà được nhà trường cùng hội sinh viên tin tưởng trao cho em món quà này thì em nghĩ rằng là mình luôn phải cố gắng, nỗ lực và sử dụng nó một cách có ý nghĩa nhất. Vậy thì với dàn PC này em dự định sẽ làm gì? Đặc thù của ngành kiến trúc là phải làm việc trên máy tính rất là nhiều. Ngôn ngữ của kiến trúc là các bản vẽ. Thì em nghĩ rằng em sẽ phải học các công cụ để triển khai bản vẽ như CAD, SketchUp, V-Ray, 3D Max để có thể phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc sau này ạ. Em xin gửi lời cảm ơn tới quý tài trợ Hà Nội Computer kết hợp với nhãn hàng Intel Gigabyte đã tài trợ cho em phần quà này. Và em xin chúc cho quý tài trợ ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh để đồng hành cùng các thế hệ sinh viên của trường đại học xây dựng nói riêng và các trường đại học trên cả nước nói chung ạ. Cảm ơn em rất nhiều và chị cũng sẽ chúc em là với phần quà hấp dẫn như thế này thì em sẽ có nhiều kết quả học tập thật là tốt nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin giới thiệu với các bạn, đứng cạnh mình đó chính là bạn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Xin chào mọi người. Chào Ngọc, thì đầu tiên là mình cũng xin gửi lời cảm ơn là ngày hôm nay bạn đã xuất hiện tại sự kiện của Hà Nội Computer với sự đồng hành của nhãn hàng là Gigabyte và Intel. Thì mình có một vài câu hỏi dành cho bạn là với những sự kiện như thế này thì bạn có cảm nhận gì và bạn thấy rằng là những sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà trường cũng như là các bạn học sinh sinh viên? Lời đầu tiên thì đại diện cho Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Hà Nội Computer vì đã chọn nhà trường làm điểm diễn ra sự kiện vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Đối với nhà trường thì sự kiện như một lời động viên khích lệ tới các bạn sinh viên, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng mà có thành tích hoạt động xuất sắc. Với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0 thì máy tính đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các bạn sinh viên. Với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0 thì máy tính đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các bạn sinh viên. Và với sự trợ thủ đã được lầy, tôi tin các bạn sẽ sớm hiện thực hóa các giấc mơ của mình trong tương lai. Cảm ơn bạn. Mình cũng xin chúc bạn là sẽ có sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và sự kiện máy tính đầu tiên thắp sáng tương lai đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và một lần nữa thì mình xin gửi lời cảm ơn tới Hà Nội Computer cũng như là hai nhãn hàng đồng hành tài trợ, đó chính là Intel và Gigabyte đã tổ chức một sự kiện ý nghĩa như thế này dành cho các bạn học sinh sinh viên. Hy vọng rằng thời gian tới Hà Nội Computer sẽ tổ chức thêm thật nhiều sự kiện thú vị hơn nữa dành cho các bạn sinh viên. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những sự kiện lần tới nhé. Bye bye!